Mừng kính Đức Maria là mẹ giáo hội. Tin mừng theo thánh Gioan. Đứng gần tập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Leopat, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ trước bà về nhà mình. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống mà trao thần khí người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa bát mà ngày sa bát đó là ngày, là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông phi tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu, và thấy người đã chết. Họ không đánh dập ống chân người. Nhưng một người lính Lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Kinh thưa Cộng đoàn, Khi con Thiên Chúa làm người để cứu chùa con người khỏi thống trị của tội lỗi và được sống muôn đời, Ngài có một người mẹ như bao nhiêu người khác là Đức Maria. Đức Maria đã cộng tác tích cực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Do vậy, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ Đức Giêsu. Giờ đây, dưới chân thập giá, Đức Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Người môn đệ rước bà về nhà mình. Từ đây, Đức Maria trở thành mẹ của mọi chúng sinh, mẹ của giáo hội và mẹ của những ai là môn đệ Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, trong suốt cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, Đức Maria luôn hiện diện, nâng đỡ và đồng hành với con của mẹ. Mẹ sinh con, nuôi con và dõi theo từng bước đường đời của con. Mẹ hiện diện và đồng hành với con khi con rao giảng tin mừng, khi con vác thập giá khi con bị đóng đinh vào thập giá và nhất là mẹ đứng dưới chân thập giá để thông phần đau khổ với con. Sự hiện diện của mẹ giúp Đức Giêsu thêm can đảm và nghị lực để chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng và ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đức Maria cũng hiện diện và cùng với các tông đồ cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly khi chúa thánh thần hiện xuống khai sinh giáo hội mẹ luôn hiện diện yêu thương và đồng hành với giáo hội để nâng đỡ và chở che mọi người tín hữu là con cái của mẹ sự hiện diện của mẹ giúp người tín hữu củng cố đức tin và gia tăng lòng mến để vượt qua những khó khăn và thử thách của cuộc đời mẹ liên đới với giáo hội trong sứ vụ rao giảng tin mừng để đưa tất cả nhân loại về với con của mẹ là Đức Giêsu. Hầu mọi người được ơn cứu độ. Trong cuộc sống hàng ngày, sự nghiện diện từ mẫu của Đức Maria mang lại biết bao niềm vui, sự an ủi, lòng can đảm giúp mỗi người tin hiểu tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin sự hiện diện đầy tình yêu của mẹ là động lực giúp chúng ta vượt qua biết bao khó khăn và thử thách để vững lòng cậy trông và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là cha hay thương xót khi chịu treo trên thập giá. Con một Chúa đã trao ban Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu người, làm mẹ chúng con nhờ có đức mẹ yêu thương trợ giúp xin cho hội thánh chúa đang ngày càng thêm đông số được mừng vui về sự thánh thiện của con cái và dẫn đưa muôn dân nhập đoàn cùng hội thánh chúa nhờ đức giêsu kitô chúa chúng con